chúc sức khỏe đến tất cả các cựu chiến binh trên cả nước. Chúc tất cả các chiến sĩ chống dịch dưới mùa hình một ngày mới thật là vui tươi và hạnh phúc. Ở đây thì hôm nay mình cũng lên chia sẻ với tâm tư của mình cùng với các chiến sĩ mà ngày đêm chống lại sự đạt, chống mưu dịch dưới mùa hình, chống lại những lời nói sai trái quan điểm, chống cái lập trường quan điểm sai trái của một vị tướng cựu chiến binh, đó là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Kính thưa các anh chị, sau một thời gian dài đấu tranh thì chúng ta cũng thấy rõ cái bản chất của cái sự giữa chỗ ba bài báo dân trí giáo dục và thanh niên. Thì qua đây đó, trên cái tinh thần này đó, thì từ khi mà chúng ta lên đấu tranh để gỡ ba bài báo đó là vì cái lời nói của ông ta đi ngược lại lợi ích của đảng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đi ngược lại là sự hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì cái độc lập tự do. Thì chính ngày hôm nay cũng như những ngày qua mà chúng ta thật là vui mừng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã vào cuộc gỡ bỏ tất cả những cái vấn đề mà còn vướng mắc trên không gian mạng từ năm 2014 đến nay. Kính thưa các anh chị và các bạn, những việc làm mà chúng ta đã làm là đến hôm nay thật là ý nghĩa. So sánh lại trong những vấn đề mà đoạn đường của chúng ta đi thì rất là gian lao. Bên cạnh là bọn xuyên tạc, bọn cổ xí cho cái lời nói sai trái đó, từ cái tập đoàn của VHK cho đến từng người ở trong cái nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó đó là bọn chúng cấu kết lại những phần tử tài chức có, rồi bất mãn chế độ có, rồi một số quần chúng nhân dân và nghe theo cũng có, rồi là hâm he đe dọa tới những tính mạng của gia đình của những người lên cái tiếng nói thì chống lại cái quan điểm của Thước là Việt Nam Cộng Hòa có tinh thần của nước. Đấy, từ cái cơ sở này mà bọn xuyên tạc, bọn lợi dụng cái lời nói sai trái đó để bọn chúng tân bốc ông ta lên trên cái vị không gian mạng này, nói là một vị tướng, là một anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Đấy, rồi nào là bảo vệ gia tướng Thước, là bảo vệ đảng, bảo vệ quân đội, rồi nào là nhà cỡ cái như ông tướng Thước chết còn có người có nhà nước cấp nhà nước để ta kia, đó là những một số cái lĩnh vực đó mà chúng ta đã đấu tranh dây dẫn. Vì sao cái tư tưởng mà đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng đó, thì đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ đánh giặc xong rồi lại vinh danh cho giặc. Và vậy mà ông ta trên không gian mạng, ông ta nói tuyên bố một cách rõ ràng cụ thể từng đoạn băng ghi âm, từng lời phỏng vấn. Như vậy thì có một số tài chức là ra những cái công dân như ông Nguyễn Công Anh đó, ở quân khu 7 thì ra một cái công dân để bảo vệ, rồi là tay nhà báo đại tá quân đội Nguyễn Văn Minh cũng nhào vô. Đấy, hứa hẹn là làm trong vòng 2-3 ngày xong, đến nay chạy mất dép. Bắt đầu từ đó các anh các chị thấy rằng chúng tôi là những người lên trên không gian mạng để đấu tranh trên cái tinh thần mà gỡ bỏ ba cái bài báo đó, nhằm mục đích là đó là cái mục đích của chúng tôi là gỡ ba bài báo đó để tránh đi một cái sự cổ xí cho cái bọn mà bọn làm tay sai bán nước ở bên ngoài, trong đó có tên Việt Kiều Nguyễn Phương Hùng về trong đây thành lập ra một cái đẻ ra cái tên VHK. Như thế thì bắt đầu từ đó hãy rộn ràng lên trong cái việc làm đó. Bọn chúng tạo mọi điều kiện dựng tất cả những công chuyện để lên trên không gian mạng này để đi nói xấu lại cái những người có tiếng nói trên đấu tranh đó, trong đó có rất nhiều các tướng lĩnh của chúng ta đấu tranh mà đấu tranh quyết liệt, trong đó không thể không luôn nhắc đến Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kỳ, Thượng tướng Võ Tiến Trung, rồi Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. Đấy, mà bọn chúng chửi là chửi nhục mạ luôn đó. Đó, như vậy thì tôi chỉ rõ ràng cho các anh chị, tôi chỉ thấy như cái tên Trần Dũng
một cái tay mà cái tay công an biến chất đến nay đó là vẫn còn chơi chơi cái đó, chửi lại tất cả các lực lượng Việt Nam, nói là trù dập ông tướng thuốc, mà chính lời nói ông ta nói chơi chơi cái đó. Rồi thêm một số phần tử nữa như là cái nói đến Trần Dũng thì không quên nói đến cái chỗ Ngô Hải. Ngô Hải là sau khi về hưu là thượng tá. Bây giờ ngay chỗ này nè, tức là cái quan điểm đó là anh ta cũng thường biết là cái quan điểm ông Tướng Thước nói vậy là sai. Trước đây anh ta có nói với tôi mà cái quan điểm đó là sai. Rồi sau này cái bắt đầu là ra một cái viết một cái tốt là bảo vệ Tướng Thước là bảo vệ đảng, bảo vệ quân đội với đảng, cho phép ông ta nói như thế rồi. Rồi từ một cái tập đoàn đó đưa ra bắt đầu mới vận dụng mọi cái vấn đề để chia đạt mọi vấn đề để là lên chia rẽ ra từng người một. Đáng lý ra anh ta hiểu hơn ngày hết trong lúc anh ta còn tại chức. Rồi bên cạnh nó có An Hiền Ngọc đó. Rồi thêm một là một số phần tử nữa là Nguyễn Thanh, cựu chiến binh Nguyễn Thanh ở Hải Dương đó cũng thế. Còn đòi ông Nguyễn Thanh còn đòi thay tổng bí thư nữa chứ. Đó như ông Nguyễn Phú Trọng nói ông Nguyễn Thanh rồi nói là lên trên đó. Nếu như ông làm được tổng bí thư thì còn hay hơn bắt cộng nhà ta. Đó ra không? Cho nên nó qua cái những việc làm này. Từ khi mà bắt đầu quan điểm với nhau, mà tôi nghĩ rằng không có gì bắt đầu quan điểm, bởi vì đáng lý ra những người ở tại chức, những người mà hiểu hơn ai hết là những người đang mặc chiếc áo quân đội. Trong khi đó là cái bắt đầu là vận dụng mọi vấn đề để cổ xí cho một số phần tử ở bên ngoài, dẫn dắt một số phần tử ở bên ngoài, nên chia rẽ, gây chia rẽ nội bộ. Ngay cái chỗ Ngô Hải đó. Trước đây tôi với anh ta là bạn mà. Đó, sau đó thì đến ngày hôm nay như vậy thì mất lòng với nhau trên ba bài báo, chỗ ngay cái chỗ ông Nguyễn Thúc, mà khăn là một mực là giá nào cũng bảo vệ ông Nguyễn Thúc. Thì như vậy bây giờ đến hôm nay ban kia giáo trung ương đã vào cuộc gỡ ba cái bài báo đó xuống, thật là nức lòng với tất cả các trường hợp nhân dân, trong đó có những cựu chiến binh mà kỳ cựu như đồng chí Trần Ngôn. Rồi các cụ chiến binh khác, trong đó có những cái anh em ở trong cái tất cả các diễn đàn lên đấu tranh này. Nên cái cục diện này nhìn lại một chặng đường đã qua thật là dài. Trong đó có là Trịnh Lê Hoài Nam. Mà rõ ràng là anh Trịnh Lê Hoài Nam là đồng chí Trịnh Lê Hoài Nam đó là nói không có gì để chê trách. Và vậy cũng dựng chuyện lên, bắt đầu là nói từ lô tùm lum trong đó. Mất lòng với nhau từ cái chỗ ba bài báo này, mà cả nước, hầu như là cả nước, một người thì nói dày, người nói khác, mà căn cứ vào ba bài báo là lời nói ông Thức nói sai trời trời đó mà vẫn binh được. Tôi nghĩ rằng đầu óc của các bạn, đầu óc của các đồng chí mà đã binh vào cái lời nói của ông Tướng Thước đó, đến hôm nay không biết nghĩ gì. Vừa qua mà trời rộn ràng trên cái không gian mạng mà kéo dài một thời gian rất là dài, mấy năm trời. Như thế thì theo tôi biết đó, từ năm 2018 là bắt đầu rộng ràng, bắt đầu là bọn chúng là tổ chức là binh dịch để tấn công lại những các chiến sĩ mà chống diễn biến hòa bình, chống lượng điệu xịt đạt trên không gian mạng này, trong đó có tôi. Như thế thì các anh các chị thấy rõ ràng là cái phong trào cờ đỏ đã qua, thì các chiến sĩ chống diễn biến hòa bình đó là nổi lên, trong đó cựu chiến binh làm nòng cốt. Như vậy thì như thế nào qua cái việc làm đó, những người mà cổ xí cho cái tập đoàn của chỗ Ngô Hải đó, hiện nay mà ban tuyên giáo trung ương gỡ bài đó, thì hiện nay các ông nghĩ gì? Nếu rằng các ông cho rằng cái lời nói đó của ông Thước là đúng, thì các ông lên trên không gian mạng này ông trả lời với người ta ha. Từng người một ở trong đó nói như thế nào, nói sau lưng như thế nào, và nói trước mặt làm sao. Bởi vì ý của tôi là tôi thấy cái quan điểm nó rất là xa. Nhưng mà vì sao mà tôi không nói? Tôi để thử coi cái cách làm này nó như thế nào, và cái cục diện kết cục của nó ra làm sao, với cái những người mà đã
khi cụ dày dạn đấu tranh ở trên đời. Đấy. Mà đặc biệt trong này là có Nguyễn Trọng Nghĩa đó, nó viết bài rất là sắc. Đấy. Như thế thì ở đây nè, tôi nói qua cái sự hiểu biết của Nguyễn Trọng Nghĩa nó biết rất là xa, nhưng mà chính ngày hôm nay nó nhìn lại một cái chặng đường đó, chúng tôi tự hào về cái có những người ở ngoài cuộc mà người ta còn thấu đáo được cái tinh thần đó. Như vậy thì những người ở trong cuộc, như là chúng ta đã trải qua một cái môi trường đào tạo huấn luyện của quân đội, đã được ăn được học được gói được mở ở trong đó để mở mang cái kiến thức của chúng ta, mở mang cái đầu óc sáng tạo để nhìn nhận cái sự việc đúng sai rõ ràng, các ông biết là cái việc làm nó sai chứ, phải không? Cho nên nó ở ngay cái chỗ mà sai trái mà vẫn còn cố tình binh dịch thì cái đó là để gì, có mục đích gì? Gây chia rẽ là vấn đề thứ nhất, dẫn dắt dư luận để đi theo một quan điểm sai trái là vấn đề thứ hai mà rất là nguy hiểm trong vấn đề nguy hiểm. Bây giờ tôi nói 4 người đi thì nó đã dắt theo một cái chiều hướng là 4 người, thì 4 người tôi cho là ra 8 người, 8 người thì nó ra là 16 người, mà nó đi nhân lên gấp bội như thế. Thì như vậy cái quan điểm đó là cái quan điểm gì, cái mục đích đó là cái mục đích gì, nhiều dẫn dắt dư luận đi bằng một cái kiểu khác thì cái chế độ này ra làm sao? Và các anh là những người đang trong cuộc, đang ở trong cái đất nước sầu nghĩa, mà trong đó có thằng tướng Dũng Sụi là coi như là đầu tàu gương mẫu, là coi như là một cái tay là kích đó, một cái tay là kích để kích tướng để là lên lò làm gồm gà chứ không ra mạng này. Kính thưa với các lãnh đạo, kính thưa với các toàn thể nhân dân, kính thưa với các cựu chiến binh ở trong nước, chúng ta nhìn qua một chặng đường như vậy, chúng ta đã biết được những cái gì đã và đang diễn ra. Và trong cái vai trò này thì trong cái lĩnh vực mà chống âm mưu diễn biến hòa bình, chống là luận điệu xuyên tạc, tự diễn biến tự chuyển hóa là ai? Rõ ràng là những người này chứ không ai hết. Bởi vì cái quan điểm sai mà không xác định được, quan điểm sai biết chứ, biết sai vẫn xác định được chứ, mà tại sao làm? À, tại sao là đi khích tướng rồi bắt đầu là ai mà lên đấu tranh là bắt đầu kiếm chuyện, nói xấu người này, nói xấu người kia, là cái mục đích gì? Có phải là mục đích phá rối trật tự an ninh xã hội mà trong đó là mình là người hiểu hơn ai hết? Như thế thì người giàu cuộc là ai? À, trong cái vai trò này, cái vị thế này, những người ta lên người ta đấu tranh thì người ta đấu tranh ngay cái quan điểm đó. Đến hôm nay như vậy thì ban tuyên giáo Trung ương đã gửi 3 cái bài báo đó xuống, sau hôm giờ không ông nào nghe lên binh trong tướng rồi vậy, binh đi chết. Rõ ràng là các ông đã biết quá nhiều về trong vấn đề này, nhưng như vậy thì những người mà cổ xí ở trong đó đã tạo điều kiện là kiếm chuyện, chửi sau lưng, chửi trước mặt, chửi sau lưng, chửi từ trên không gian mạng hết, là nói xấu hết người này tới người khác. À, như thế thì sao? Các anh các chị và các bạn nghĩ gì trong cái vấn đề đó? Mà tôi còn đáng buồn ở chỗ thượng tá Bùi Tiến Lợi, cũng vì một cái vụ mà binh bay mấy ông tướng, binh cái lời nói sai trái của ông tướng Phước. Cái công lao của ông tướng Thước là cái điều đó, là cái điều không ai không phủ nhận. Ông tướng Thước là ông tướng cựu chiến binh, cũng không ai là không phủ nhận, không? Nhưng mà cái lời nói sai là ra sai chứ. Bộ đội của chúng ta là ở trong từng ngày từng giờ ở trong quân đội thì sai là phê phán với nhau để rút kinh nghiệm sửa chữa. Chứ thì người ổng nói sai mà lên cho nó cổ xí thì ổng binh theo, bắt đầu là dìu dắt quần chúng nhân dân đi đến một cái con đường khác để chống lại những người anh em phê phán ở trong vấn đề đó, thì quân đội đâu có cho phép chúng ta làm như thế, phải không? À, lời của đảng, lời của lời dạy của bác mà mắc phải sai thì tay sửa liền, mà trong khi đó người ta sửa thì lên bắt đầu là binh tướng rồi nói là chúng tôi là đánh tướng, nào là tùm lum bị công an mời rồi tùm lum. Tôi nói ở đây đó, vừa qua mà ngay cái chỗ Trần Dũng nó tấn công tôi cũng nhiều, cái cánh của Ngô Hải, từ cái cánh của Ngô Hải mà tấn công anh em mà có tiếng nói trên công giao mạng này rất là nhiều. Đấy,
rồi đi cấu kết với nhau từ lâu hết, đi cấu kết móc nối với nhau để rồi bắt đầu là có từ một cái tiếng nói chung để rồi chống lại cái anh em lên tiếng nói là phê phán ông Thước, phê phán nghe cái chỗ lời nói sai của ông Thước trong bài báo dân trí và giáo dục thanh niên. Như thế thì từ khi mà gỡ ba bài báo đó xuống tới bây giờ có ông nào lên binh ông Tuấn đó không? Tôi thách ông Trần Dũng lên binh ông Tuấn đi, tôi thách ông luôn á, tôi thách hết những người nào mà binh ông Tuấn Tuấn á. Hồi trước đây tôi đã thách rồi, thằng Nguyễn Trọng Nghĩa nó nói nếu cần thiết đưa nó ra tòa đi nó làm, mà không phải là nếu như ra tòa thì không phải là mình ơn Trọng Nghĩa ra tòa đâu, mà cả tất cả các người mà lên trên không gian mạng này đấu tranh thì ngay ba bao rồi bao đó không nào dám làm hết mà khiếm chuyện chữ. Như vậy là mấy ông trời binh ông Tuấn Thước, mấy ông chửi chúng tôi là có mục đích gì? Rõ ràng là cái còn gì nữa. Chính hôm nay là cái bọn cổ xí, cái bọn mà VHK nó đã trong cái tập đoàn của mấy ông là nó đã là gọi gã trong cái vấn đề mà từ khi ban tuyên giáo trung ương gõ bao cái bào áo nó xuống rồi. Thì giờ còn gì để nói, còn gì kiếm chuyện để chửi chúng tôi, đúng không? Qua cái vụ việc đó, cho nên là ở đây đó, tôi nói với các anh các chị và các bạn, những cái con người mà đã từng sống, đã từng biết quan hệ, biết là kết nối với nhau để chia sẻ, nhưng cuối cùng rồi nó kết nối để làm gì, kết nối để nói xấu với nhau trên không gian mạng này, là chính những con người đó chứ không ai cả. Thử hỏi chứ bây giờ trong cái việc làm đó mà sai cho trơ, nói lời nói sai gần ra đó mà bắt đầu là cuối cùng là cũng cổ xí với nhau, binh với nhau được, thì không có cái việc gì mà mấy ông không dám làm. Rồi bắt đầu cho rằng là nhà báo nhét chữ vô, mà trong khi đó ổng nói ra chứ phải gì mà báo viết đó thì còn đổ thừa được. Còn ổng viết, ổng nói ra mà trong cái lời nói, trong cái phỏng vấn của ổng còn chơi ở đó mà binh được hay thì cứ hỏi chứ mấy cái người đó là mấy cái người gì phá hoại đó, phá hoại để cho cái không gian mạng này có cái chuyện là cho cái cơ quan nhà nước cố gắng, mà chính về những người phá hoại đó là người trong cuộc mặt từ mặt áo lính như thế. Thì các anh các chị và các bạn nghĩ gì trong những người mà đã được đào tạo trong cái môi trường mà còn là của nhà nước ta, mà đặc biệt là rõ ràng rồi ở đây là tướng thằng Trần Dũng ở Long Thành Đồng Nai đó là rõ ràng bất mãn chế độ chứ không còn gì khác, bất mãn chế độ mà chúng tôi đã xác định là Trần Dũng là bất mãn chế độ. Để có một cái dịp để binh vô để có tiếng nói chung lên là trên không gian mạng này sủa để kiếm chuyện để kiếm cơm thôi, để tạo một cái sự căng đan lên. Mà trong khi đó nhà, hắn ta không có biết ai là ai, không có biết là cái gì y giảng y như nói như đúng rồi vậy đó, không biết gì hết. Như thế thì tôi nói với các anh các chị nè, và cũng rất là chia sẻ với cái cánh chống diễn biến hòa bình các chiến sĩ mặt trận xung kích trên thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có một chiến trận ngơ chị Lê Hoài Nam phùng Ngũ Phạm. Là những người ta đã đấu tranh từ trước tới bây giờ, người ta đấu tranh ngay cái chỗ mà cái quan điểm sai trái đó, mà cũng kiếm chuyện chửi người ta, kiếm chuyện là moi móc tất cả những thứ, mà trong khi đó người ta đi làm từ thiện cũng móc, mà ta đi làm từ thiện tiền của người ta chứ không phải tiền của mình, móc moi. Còn đồng chí Trần Ngơ lên đó thì bắt đầu là chê người ta nào là gác cổng, nào là cái gì gác cổng không biết sai đúng sai hả, cũng là của chúng mình. Rồi cũng bị một thời gian cũng bị là bọn chúng là trù dập, rồi cũng bị là bị nghỉ việc hết một thời gian nữa. Mà chính bản thân tôi là Trần Dũng của nó còn hâm tôi là xuống tới chi hội chi hội của chiến binh của tôi nữa, tôi thách đó luôn ở đó mà nói hâm hay hết luôn, ai mà lên trên đấu tranh ngay chỗ ba bài báo Công Thức thì là bị chúng hâm hết. Mà rõ ràng đến ngày hôm nay ba bài báo đó ban tuyên giáo trung ương gửi xuống rồi, các người nghĩ gì trong vấn đề đó? Mà trong khi đó mình thì cũng không có mất lòng với nhau, tôi đã nói rồi, tôi không có mất lòng ở đời, tôi không mất lòng nhau, tôi không nói là tôi giàu,
chơi với tôi được thì chơi, chơi được thì thôi. Chơi rồi chơi, bắt đầu là lôi kéo không được, bắt đầu là quay chân ngược lại nói xấu tôi. Tôi đâu làm gì đâu để xấu rồi mà mọi người kiếm chuyện tôi. Trong đó, trong khi đó Trịnh Hồng Dân cũng không biết tôi mà cũng kiếm chuyện chửi tôi đó. Tại trên tôi nói tôi chơi mà tôi nghèo, tôi giàu hơn mọi người thì mọi người chê tôi nghèo thì tôi nói, mà tôi có nói tôi giàu đâu. Mất lòng từ đâu? Mất lòng từ ba bà lão. Mà bình cái kia là nói ông tôi thương, ông nói sai dần dần như vậy đó. Tướng mà nó chỉ cục. Rồi như vậy đó là được cộng đồng mạng người ta lên án, bắt đầu xính với nhau quay qua, người nào lên án thì bẻ ngay người đó, người nào lên án thì bẻ ngay người đó. Coi các anh các chị và các bạn, cái quan điểm lập trường của cái người chiến sĩ cách mạng ở đâu, những kinh qua những cái trường đào tạo nó ở đâu. Như là nãy giờ như tôi nói, như là tới Trần Dũng nó bắt bản chế độ là tôi thấy rõ ràng. Bắt bản chế độ bây giờ ở công an bị kỷ luật mà hết kiếm chuyện, hết người này tới người khác, kết thúc và nói dùng ngay cái chuyện bài của ông Thước đó là bắt đầu là quay vô là kiếm chuyện chửi anh em, mà người ta không động phạm gì tới mình, phải chi người ta lôi đầu lôi cổ mình ra để người ta chửi mình đó, thì mình nhào vô. Mà trong cái khi đó ông nào muốn biết gì hết á, bọn một số phần tử xúi dục kích động, trong đó là Trần Dũng này là được kích động, được kích động và có thể là được kiếm cơm ở trên công nhân mạng này. Như thế thì rõ ràng là ở đây là gì, trong cái vai trò một cái người dân, tôi nói cho tất cả những người dân như nước thì người ta cũng không có ủng hộ trong cái việc làm đó đâu. Và cái kết quả ngày hôm nay là gì, cái kết quả ngày hôm nay là cái không gian mạng này đó, một phần sạch sẽ quét được một đoạn đường rác, mà một cái đống rác này là một cái cốt đó, của một cái đoạn đường đi. Mà cái cốt này là cũng bự lắm, cũng to lắm, dựa trên cái cốt này để là xuyên tạc lại những người có tiếng nói trên không gian mạng. Đó là cái chỗ ba bài báo của Vũ Thức. Cứ thế thì ở đây các anh các chị nghĩ sao? Nó thăm, nó đi tới chỗ làm tôi luôn. Đấy. Tôi hỏi anh tất cả trên không gian mạng này, tất cả các đồng chí ở trên cái lĩnh vực mà đấu tranh trong cái thời này mà nó làm như là cái chế độ là nguyên quân nguyên quyền, muốn tìm ai tìm, muốn làm gì làm. Mà người ta lên trên này người ta có sợ ở đâu? Khi mà người ta đã lên trên này thì người ta không sợ bất cứ một cái gì. Cũng có nhiều lần bọn chúng hâm me tôi là này kia đó, đúng. Hâm me trên không gian mạng này, đúng. Đó rồi bắt đầu ở trên đó bọn chúng tạo điều kiện là phá trên cái chánh chống diễn biến hòa bình ở thành phố Hồ Chí Minh, đi đến từng nhà luôn. Ngay cái chỗ hầu như là tất cả chúng tôi đều bị bọn chúng hâm hết. Ngay cái chỗ cựu chiến binh Bùi Gia Việt, nó đi tới đến chi hội của cựu chiến binh Bùi Gia Việt luôn. Và thằng Trần Dũng thì nó hâm nó xuống dưới chỗ tôi sinh hoạt luôn, cựu chiến binh luôn. Rồi nó tung tin lên là tôi cựu chiến binh giả nữa, rồi tất cả cái gì cũng giả hết. Chỉ có biết cái thông tin chút chút gì đó rồi bắt đầu là quốc lên trên đó quốc luôn là giả này giả nọ giả tờ lừa, toàn là giả không. Đó thì cái việc làm đó mà hết sức là thô thiển đối với những người mà đã qua là lên binh việt cho Nguyễn Quốc Thước. Mà phải chi trong đó mà có những người mà không hiểu biết thì tôi không đọc. Những người có hiểu biết không đó? Tôi hỏi ông chủ đại tá Nguyễn Văn Minh có hiểu biết không? Quá biết, báo quân đội rồi, quá biết. Trong đó có Hoàng Trường Giang, biết không? Quá biết luôn. Rồi bây giờ ông Nguyễn Văn Minh nó hiện nay là như thế nào? Rồi bắt đầu là ngay cái chỗ mà Bùi Tiến Lợi đó, thượng tá Bùi Tiến Lợi là giảng viên trường sĩ quan công binh ở trù dập con người ta, nói dựa trên cái chỗ mà việc làm sai bắt đầu trù dập con người ta.
mà trong khi đó là mình là cùng người, cùng mặc áo lính với nhau. Khi Bùi Tiến Lợi bị cái lực bọn chúng hả hê nói dấp, mà người ta lên người ta xin lỗi rồi đó nha, người ta xin lỗi ba lần luôn đó trên không gian mạng đó. Đấy. Mà chính chúng tôi là những người biết hơn ai hết biết điều này. Tiến Lợi còn bay ra tới Hà Nội để gặp ông Tướng Thước khi điều trị bệnh ở ngoài đó. Đấy. Trong này có nhiều người người ta biết, nhưng mà cuối cùng bị cái lực, bị cái lực đảng luôn, bị cái lực tước quân hàm thượng tá chúng, còn thượng sĩ ăn lương thượng sĩ 6 tháng hơn sao đó trời, chịu nổi không? Mà cũng vì cái binh vực của ông Tướng Thước mà trùng dập người ta ngay chỗ ba bài đoạn. Đến hôm nay như vậy thì như thế nào? Còn các cấp lãnh đạo nghĩ gì trong cái vấn đề đó? Rồi những cái phần tử có liên quan trong vấn đề này, như ngay chỗ Trần Dũng tôi nói, nó chửi luôn là Trung tướng Nguyễn Thanh Tấn, chửi luôn Thiếu tướng Hoàng Kiền, chửi luôn Thượng tướng Võ Tiến Trung. Có cần thiết không tôi đưa những cái bài đó lên cho coi. Các ngài cũng chưa yên thân đâu. Ba bài báo đã gửi xuống rồi thì các ngài cũng liệu hồn. Không thể yên thân cái điều đó đâu. Cho nên là từ cái việc làm đó mà bọn chúng là xúi dục với nhau để kích động, để là người này chửi người kia, người vừa chịu chửi người nọ. Như thế thì các anh các chị và các bạn có một ý nghĩ như thế nào? Đã là biết sai trái, việc làm sai trái đó nó đã có rõ ràng, có cụ thể mà binh vực binh rồi lên gây lên chia rẽ, rồi là mất đoàn kết để cho bọn chúng hả hê. Như thế thì bây giờ ngay chỗ chào nông dân Bạc Liêu, những cái phần tử mà dẫn dắt dư luận, dẫn dắt quần chúng nhân dân, bên cái ông tướng đó, thì đến ngày này nghĩ gì trong cái vai trò của mình, lên cổ xí cho một số phần tử để hù với nhau vào những cái việc mà nói là ông Thước đó là đúng không? Cho nên á, tôi thì tôi ít có khi nào tôi xuyên tạc nội bộ, tôi không bao giờ tôi lên tôi nói xấu anh em, nhưng mà bọn họ cứ ra đã, bọn họ cứ là cho rằng là mình đánh tướng ha. Cho rằng là ông tướng công thần, ông tướng là có công với đất nước, ông tướng là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Thì chính là ngày hôm, tất cả những ngày hôm nay thì qua những cái bài báo đó được gửi xuống, chào Lê Điệp, chào anh nông dân Bạc Liêu, chào tất cả mọi người, được gửi xuống rồi là cũng có một số người là dựa trên cái cơ sở đó mà dẫn dắt dư luận. Ông Trần Dũng là dẫn dắt dư luận, được người ta kích lên là bắt đầu lên thông tin chính thống liền để nói lên những cái việc làm đó liền. Đấy. Giả nít giả danh tờ lưa tùm lum, nhưng mà khi mà đã người ta đã biết hết rồi mà giả cái gì. Đấy. cái nhóm mà thường xuyên là chửi anh em là ngay cái chỗ binh ông tướng. Cho nên á, đừng bao giờ nghĩ rằng
việc làm đó mà không ai biết, không ai cũng biết. Trừ trường hợp mấy ông mà không có làm thì người ta mới không biết thôi. Cái còn mà nhờ cái việc mà đúng rồi, nông dân Bạc Liêu đấy, mình lên mình đập nó để cho nó nói là, để mà nó nói là mình không biết, không biết gì. Những con người mà đã từng ngồi ở trong cái ghế nhà trường của quân đội, đã từng là được kinh qua đào tạo rồi dẫn dắt dư luận rồi là bên cái việc làm sai trái, tôi nói với ông mấy anh đó, mấy chị với các đồng chí đó trên không gian mạng này đó, đâu phải là mình nói ra, đâu phải là người ta không biết đâu, nói ra là người ta biết cái nào đúng cái nào sai. Nhưng mà vậy mà cũng nhào vô làm cho tới luôn, làm cho tới bắt đầu kiếm chuyện là chửi anh em là chống cái lời nói sai đá trái đó, rồi bắt đầu là tổ chức để phá nít, lập nít dỏm để phá, lôi kéo một số phần tử là vào cuộc. Đúng rồi, phải đập thôi chứ, mà rõ ràng ở đây là được nhà nước vào cuộc. Đấy, nhà nước vào cuộc là gỡ những cái vấn đề mà gút mắt còn lại ở trên không gian mạng này, đã cho bọn chúng thấy rằng cái việc làm đó nó như thế nào ở trong cái lĩnh vực đó. Cái đó ngay cái chỗ mà chỗ mà Bùi Tiến Lợi rất là đau. Đáng lý ra nó không bao giờ mà có cái chuyện như là kỷ luật người ta như thế, mà kỷ luật mặt nó chứ. À, thử hỏi chứ làm như vậy đó tôi có coi được hay không. Bây giờ sau khi mà ba cái bài báo nó gửi xuống rồi đó, anh chị em của chúng ta nó xem lại ngay cái chỗ mà ông nào mà kỷ luật mặt đồng chí Bùi Tiến Lợi đó thì cũng là cần nên nhìn lại đi. Ngay trong cái thế giới này đó thì cũng chưa có một cái trường hợp nào như thế, mà rõ ràng là ngay chỗ Bùi Tiến Lợi nó phải nói là đau lòng. Người ta đâu phải là người ta Bùi Tiến Lợi đâu phải là không một người không hiểu biết, quá hiểu biết, mà một cây chống cận điểm xuyên tạc là cừ luôn. Và cuối cùng là lợi dụng một tập đoàn quen biết rồi bắt đầu là cổ khí cho nhau, rồi bắt đầu là thêm mắm dặm muối vô, rồi để cho là kỷ luật đồng chí không đáng có. Không biết bữa nay là phục hồi đảng chưa nữa, là cũng vì ba cái bài báo đó. Nói sai về Hoàng Sa Trường Sa đâu 18 giây, nói dắt chứ không phải nói sai đâu. Với một trình độ như Tiến Lợi thì không thể, nhưng mà bởi vì thách cổ bé họng cho nên là ngay cái chỗ mà trù dập con người ta. Tôi nói hẳn đó, rồi còn hâm nhiều người nữa chứ. Nói chung là tất cả những cựu chiến binh mà lên trên công dân mạng này mà đấu tranh ngay chỗ ba bài báo đó đều bị hâm hết. Mà tôi nói là cũng may là chỗ đồng chí Trịnh Lê Hoài Nam đó còn giữ được cái đoạn băng ghi âm ông ta là lên ông ta nói, cho nên là tất cả các cựu chiến binh mà lên đấu tranh đó là đều có mũ bối để trưng cầu ý kiến chờ cho ra tòa. Thằng Nguyễn Trọng Nghĩa nó thất luôn đó, mà sao không dám lên tiếng. Cho nên đến ngày giờ này thì anh, tất cả các anh chị em mà chúng ta đã muốn trên cái không gian mạng này đó, nó cũng nức lòng là gì, cũng cảm ơn tất cả các cái cấp lãnh đạo đã quan tâm đến cái việc làm đó để cho cái không gian mạng này bớt đi một cái sự rộn ràng, bớt đi một cái việc làm mà không đáng có xảy ra đối với một cái lời nói của một cái vị tướng mà trong quân đội nó đánh giặc trong rồi dinh dân cho nhà. Hỏi cho ai chịu nổi không? Như vậy thì cũng có một số người cổ xí theo, hùa theo, rồi nói là chúng tôi là đánh tướng. Mà có đánh tướng không? Rồi nó nói ra chứ như không ai bắt buộc ổng. Rồi thêm cái tay nhà báo Nguyễn Văn Minh thì nói là báo nhét chữ vô mà cái lời nói ổng nói cho nhét cái gì
ổng lên ổng nói chuyện rõ ràng như thế nhé, cái gì cái tôn sư trọng đạo, cái cấp dưới phục thù cấp trên là đồng ý, cái mệnh lệnh của cấp trên là đồng ý. Nhưng ở trong cái không gian này đó, là tại vì ông ta đưa ra những cái quan điểm mà sai trái đó thì không được đảng nhà nước cho phép đâu. Rồi đó là kéo luôn tới cả một cái số người cái lợi dụng trong cái vấn đề đó, bắt đầu là nhảy vô binh binh những cái mà nó không đáng, không phải đồng minh. Mà vậy mà cũng lên chữ anh em, được dựng chuyện lên chữ anh em. Tôi không biết thì mấy người này nghĩ gì không? Qua một thời gian dài để chúng ta đấu tranh, chúng ta nhìn thấy được, nhận diện cái sự thật, nhận diện cái thời cuộc. Nhưng mà ở đó, anh em chúng tôi cũng vững lòng, anh em chúng ta cũng vững lòng là vì tin tưởng tuyệt đối vào đảng, cho đường lối đúng đắn của đảng. Nè, cái bài của Ngô Hải đăng lên nè, không à, bảo vệ trung tướng Nguyễn Văn Thước là bảo vệ đảng, bảo vệ quân đội, rõ ràng cái gì. Còn ông Nguyễn Sơn thì ông nói là hơn 3 vạn người thuộc quân khu 7 cùng với nhân dân quyết tâm bảo vệ quan điểm của trung tướng Nguyễn Văn Thước. Trời đất ơi, các anh các chị thấy được không nè? Vậy đó, dám nói như vậy, dám khẳng định như vậy đó. Bây giờ đó, lên cho nó bảo vệ đi, bảo vệ không cho gõ bao bài báo đó 3-4 ngàn người gì đó. Còn cái Phùng Văn Kiêu này nói là tao xuyên tạc nè, mày phản biện đi, mày đưa mấy cái đó làm bằng chứng để cho tao nói đúng một lũ hổn hỉnh đó. Nguyễn Văn Phùng Văn Kiêu nè, lên bảo vệ đi, gỡ 3 bài báo rồi đó. Vì sao còn Trần Dũng thì chữ còn ác nữa. Để bữa nào tôi lấy cái bài đó tôi đưa cho các anh các chị và các bạn thấy chữ hết tất cả, đụng đỉ mẹ mấy thằng tướng không à, đụng đỉ mẹ mấy thằng tướng dẹo không à, hay kêu tên từng người chữ luôn đó, là Trần Dũng á, các anh các chị thấy không? Như vậy thì bây giờ ai đúng ai sai? Rõ ràng là những cái phần tử này đó là chỉ có ăn theo rồi nói leo nhé, rồi để lên là kiếm chuyện chửi anh em, chửi những người đó là chống lại cái những cái phần tử đó. Việc làm sai trái để chờ nó quá rõ ràng như vậy mà vẫn là làm được, chứng minh được. Tôi không hiểu mấy người này, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu như mà biết sai mà làm như vậy đó, làm càng như vậy, chắc chắn là hình như là có ăn tiền của cái đám nào đó. Tôi cho rằng như thế. Nhiều lắm. Thì bây giờ đó, tôi nói với các anh các chị và các bạn đó, những cái phần tử
mà một thời gian dài qua nó dựng chuyện đó là cho anh em của chúng ta những người yêu nước chân chính đó, lên đấu tranh quan điểm đó. Đến nay thì từ khi mà ba bài báo được gỡ xuống thì tất cả những tên đó bây giờ là rút đầu đấy, đâu có dám chứng minh, đâu có dám rồi nói rồi. Bây giờ mà nếu như mời tới bắt đầu là chối cho coi đầy, nếu như mà được phơi bày ra thì đầy. Tùm lum còn nhiều lắm, rất là nhiều cái tài liệu mà bọn chúng là cấu kết với nhau để xuyên tạc một chữ. Tôi nói với các anh cái chị đó, nó dám lấy cái bài của Việt Tân mà nó đưa vô, nó lồng ghép vô, nó qua mặt quần chúng nhân dân, nó nói là tôi với anh Đỗ Hạnh là được bọn Việt Tân tung hô. Nó quên rằng cái chuyện mà rồi chúng tôi lên trên đây là chúng tôi đã có bằng chứng, có đầy đủ. Phải thành đại tá mình cũng trang tổng tôi đã kêu gọi thành rồi đó là chụp hình phòng quốc phà lấy hình tôi luôn chỉ đạo lên gạch từ lô tùm bông hết trên đây. Hỏi các anh các chị chứ như vậy á, thì hôm nay thì qua đây thì cũng lên chia sẻ với các anh các chị những cái vấn đề mà còn chúng ta còn dài lắm. Sau khi mà ba bài báo đã gửi xuống hết rồi đó thì chúng ta còn rất là dài, rất là nhiều chuyện, rất là nhiều tập đó. Mục đích của chúng là gì? Mục đích của chúng là tạo mọi điều kiện nếu như ai lên đấu tranh với ông Nguyễn Bức Thước là bọn chúng xì tạt đấy, bảo vệ một cái tài sản quý giá là dinh danh tư đặc, một vị tướng về hưu đánh giặc xong rồi là 74 thằng lính ngụy chết ở Hoàng Sa đâu, ngày 19 tháng 1 năm 74 là có tinh thần yêu nước. Mà trong khi đó là tôi và đồng chí Trịnh Lê Hoài Nam cùng với tất cả anh em mà đi dự cái âm danh Trường Sơn, đó là phỏng vấn tất cả các chiến sĩ ngày xưa đó, các tướng lĩnh ngày xưa mà ở đoàn tàu không số đó, thì người ta đã nói qua điểm người ta rồi, người ta đã nói như vậy rồi, và không ai hết, không ai xa lạ hết bằng những người trong cuộc đã, người ta đã đi trên đường Hồ Chí Minh trên biển để vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Thì tất cả những cái thằng lính ngụy ở Hoàng Sa nó đón đầu, nó đánh đánh trận ở ngoài đó, chết biết bao nhiêu người của chiến sĩ của ta ở ngoài đó. Như vậy thì bây giờ về một ông tướng mà nói lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa là chết năm 74 là có tinh thần yêu nước, thì tôi hỏi các anh các chị chứ những cái người mà chi viện cho chiến trường miền Nam hy sinh ở ngoài đó là họ gì ơi? Nếu như 74 thằng lính ngụy nó chết ở Hoàng Sa đó mà nó yêu nước thì nó đánh lại cái đoàn tàu không số đó, là nó cho là những người đó là đi xâm lược. Mà ông tướng Thước là ổng là cái vai trò của ổng là trên dẫn một cái đoàn quân vô để giải phóng miền Nam, có xứng đáng không các anh chị? Phát biểu một câu nói như thế thì không bao giờ xứng đáng. Dù cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng cho rằng ông ổng có một cái công trạng gì ở trong cái sự nghiệp mà giải phóng dân tộc đó, thì tôi cũng cho rằng ổng là công công chán của ổng rồi mất.
đổ vô đó, đổ vô cái lời nói của ông. Dù cho có còn đi chăng nữa thì ổng chỉ là một cái hư cấu nào đó, hoặc là còn đi chăng là ổng cũng là một cái tai tiếng đợi đời. Đó, dù cho các cấp lãnh đạo ở trên đã có chiếu cố đi chăng nữa thì với nhân dân, với công chúng thì không thể. Nè, Trần Dũng nè, Trần Dũng viết nè, tôi đọc cho các anh các chị nha nè. Trần Dũng nó viết nè: đào mã cha cái lũ khốn nạn lên chửi một thằng cảnh sát xe trốn sang Mỹ hơn 40 năm xuất hiện tại Việt Nam. Hai lần chúng tôn thờ gọi bác, gọi bằng bác nhân, bác nhân sĩ yêu nước, còn vị tướng già của cuộc đời hy sinh đất nước thì bọn chúng chửi mắng, xúc phạm, nhục mạ, đụ con đĩ mẹ mấy cái thằng tướng về hưu chỉ đạo đám mất dạy là một chuyện trái đạo lý. Đây, Trần Dũng, các anh nói chuyện thấy không, tôi nói đâu có sai đâu. À, đây. À, Dũng Trần nè, như vậy đó. Chính chuyện chửi với bác Võ Đông Cung rồi bắt đầu là chửi luôn là tướng tá của nhà mình luôn. Mấy thằng tướng tá về hôn chỉ đạo đám mất dạy nói chuyện trái đạo lý. Ai trái đạo lý ở chỗ này? Ông lên ông chứng minh rằng ba cái bài báo ông tướng thước hiện nay đúng hay sai nha. Ông chữ thì ông nhớ nha. Không thể tác quay tác quái trên cái không gian mạng này được đâu. Và Dũng Trần nha, tôi đưa những cái vấn đề đó tôi đưa hết cho các anh các chị xem. Còn một nhân vật ở trong này ở gần nhà hắn ta thì nói là thằng Trần Dũng này là công an bị bắt bỏ tù về đây, nó ở cạnh nhà tôi. Tôi biết rất rõ bài này ai viết mà thấy đúng quá. Người ta xác nhận ra thằng Trần Dũng là như thế. Thì các anh các chị nghĩ là nó là ai? Mà trên cái không gian mạng này nó súng với nhau, nó chửi con người ta, nó chửi từ A tới Z. À, anh chào anh Nguyễn Dương. Trong đó có người là Nguyễn Thị Bích Lê nữa. Rồi nó ở đây mà không gian mạng, tôi nói với mấy ông đó, không gian mạng người ta lưu lại tất cả những gì mấy ông còn làm đây. Bởi vì người ta biết cái việc này trước sau gì á. Các cấp lãnh đạo cũng vào cuộc để gỡ, làm cho sáng tỏ vấn đề. Không thể để cho mấy ông tắc quay tắc quái, không thể để cho mấy ông muốn chửi ai mấy ông chửi, mà cái lời nói chơi chơi đó còn nguyên ở đó. Không có gỡ được đâu. Như sau khi là ban tuyên giáo trung ương vô, người ta gỡ ba bài báo đó thì mấy ông nghĩ gì? Ông nhìn lại mấy ông suốt một chặng đường vừa qua, mấy ông làm cái gì cho đất nước này? Mấy ông làm cái gì cho chống cái không gian mạng này? Cho nên không gian mạng này đấy là chống âm mưu diễn biến hòa bình, mấy ông là tham gia để diễn biến hòa bình chứ chống gì? Không kiếm chuyện, mấy ông chửi các tướng lĩnh người ta nói đúng quá mà, phải không? Cho nên ở đây đó, những người mà nó từng làm ở trong đây đó, những người lên cái tiếng nói này đó, người ta không có sợ mấy ông đâu. Bởi vì vậy đó, là đấu tranh những quan điểm sai trái đó thì tất cả ai ai cũng có cái quyền để đấu tranh, để giành lại một cái sự trường tồn của đất nước, sự một cái sự trong sạch của chế độ. Chứ không có nghĩa là một cái lĩnh vực nào đó mà hôm qua là anh là có thành tích thì hôm nay anh là ở tù đó sao? Không thể, không thể nhận điều này, phải không anh Nguyễn Dân? Cho nên là bọn chúng nghĩ rằng là trong những ngày đó thì bọn chúng thả hê, bắt đầu là rủ với nhau, chia sẻ, rủ với nhau để chửi người này, chửi người kia, dựng chuyện đồ lên. Chỉ có biết có một thôi mà nói tới, mà nói tới 10 nữa. Cái chuyện đó là giả sử như có một chút xíu thôi, mà nói quá trời luôn. Đủ thứ